Những vũ khí đặc nhiệm Pháp dùng để bảo vệ Euro 2016. Quý vị và các bạn thân mến, súng lục PAMAS G1, SIG Pro, tiểu liên Beretta M12S hay súng trường tiến công G36 là những vũ khí điển hình của đặc nhiệm Pháp sử dụng để bảo vệ Euro và các sự kiện quan trọng khác. An ninh đã được thắt chặt trước thềm Euro 2016. Nhà chức trách Pháp cho biết 90.000 cảnh sát đã được huy động làm nhiệm vụ tại giải vô địch bóng đá châu Âu. Toàn bộ các đơn vị của cảnh sát quốc gia Pháp đã được điều động làm nhiệm vụ. Họ được trang bị những vũ khí và trang thiết bị hỗ trợ hiện đại nhất nhằm đảm bảo an ninh tại sự kiện thể thao được mong chờ nhất năm 2016. Mỗi đội bóng sẽ được bảo vệ tới 17 cảnh sát và 2 mật vụ. Ngoài ra, hai đơn vị cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Pháp là GIPN và RAID sẽ bảo vệ từ xa và ngăn chặn các âm mưu khủng bố nếu có. Súng tiểu liên Beretta M12 là một trong những vũ khí tiêu chuẩn của cảnh sát quốc gia Pháp. Súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm, cơ số đạn tối đa là 40 viên, tầm bắn hiệu quả là 200m, nhỏ gọn, dễ xoay sở, tốc độ bắn nhanh là những ưu điểm của loại súng này. Súng trường bán tự động Ruger Mini 14 do Mỹ chế tạo. Súng sử dụng đạn cỡ 5,56x45mm, tốc độ bắn tối đa là 750 viên trên 1 phút. Mini 14 có độ chính xác khi bắn khá cao nên phù hợp với các tình huống bắn tỉa từ xa. Các đơn vị đặc nhiệm như GIPN được trang bị vũ khí hiện đại, nổi bật là súng trường tiến công HKG-36. Súng do công ty Heckler & Koch của Đức chế tạo, G-36 có thiết kế hiện đại, tốc độ bắn nhanh, uy lực sát thương mạnh. Thân súng dễ dàng gắn thêm phụ kiện tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Tiểu liên MP5 là một trong những vũ khí cá nhân phổ biến nhất thế giới. Trọng lượng nhẹ, tốc độ bắn nhanh, phù hợp trong chiến đấu phạm vi hẹp là những lý do để MP5 được cảnh sát Pháp và nhiều nước khác tin dùng. Súng trường tiến công SIG SG-550 sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm tiêu chuẩn NATO. SG-550 có tốc độ bắn tối đa 700 viên một phút, tầm bắn hiệu quả 400m. Súng lục SIG Pro SP-2022 sử dụng cỡ đạn 9x19mm, tầm bắn hiệu quả là 50m. Cảnh sát quốc gia Pháp đã đặt hàng tới 250.000 khẩu này. Đây là hợp đồng mua súng ngắn lớn nhất của Pháp kể từ Thế chiến thứ hai. Cảnh sát đặc nhiệm GIPN với súng lục Glock 17, súng do công ty Glock Gas MBH của Đức chế tạo. Glock 17 sử dụng cỡ đạn là 9x19mm, tầm bắn hiệu quả là 50m, nhỏ gọn, uy lực mạnh là lý do để cho súng này được cảnh sát Pháp và nhiều nước khác tin dùng.